Những loài thủy quái nước ngọt sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loài thủy quái sống dưới đại dương, nhưng mức độ đáng sợ của chúng thì không hề thua kém chút nào. Những loài cá nước ngọt này vẫn luôn rình rập và đe dọa tính mạng của con người ở những nơi gần bờ sông. Và hôm nay các bạn hãy cùng với Bắp điểm qua top 10 loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất thế giới nhé. 10. Cá hổ Congo. Loài cá này là một huyền thoại của các con sông ở Congo, một con quái vật khủng khiếp mà khiến cho những con cá piranha được xếp cạnh cũng chỉ như những con cá bảy màu, với chiều dài gần 2 mét, cân nặng khoảng 30 kg. Con thủy quái này có thể dễ dàng xé toạc một con mồi lớn chỉ trong vài giây. Miệng của con quái vật này được trang bị hàm răng sắc nhọn, những lưỡi dao dài hơn 5 cm. Trước đây đã có rất nhiều vụ mất tích ở sông Congo, và người ta đồn đại rằng có những thế lực hắc ám bao trùm con sông này. Cho đến mãi về sau này, người ta mới biết được thủ phạm chính là những con thủy quái dài gần 2 mét sống dưới đáy sông. 9. Piraipa, cá da trơn Nam Mỹ. Một huyền thoại của sông Amazon, cá Piraipa được mệnh danh là loài cá da trơn lớn nhất Nam Mỹ, với chiều dài tối đa lên tới 3 mét và cân nặng có thể lên tới 200 kg. Miệng của con thủy quái này rộng đến 40 cm và có thể dễ dàng nuốt chọn một con mồi lớn. Loài cá da trơn này sử dụng màu sắc trên cơ thể để ngụy trang trong việc đi săn, với màu xanh xám ở lưng và màu trắng ở dưới vùng bụng. Chúng ăn mọi loài con mồi, từ cá lớn đến các loài thú và có cả con người. May mắn, con người không phải là thức ăn ưa thích của chúng. Số vụ chết và mất tích liên quan đến cá da trơn Nam Mỹ được thống kê khá thấp, tuy nhiên chúng vẫn là một loài thủy quái nước ngọt đáng sợ. 8. Cá da trơn Ấn Độ. Hoạt động chủ yếu trên sông Kali, chạy giữa Ấn Độ và Nepal. Loài cá da trơn này có chiều dài gần 2 mét và cân nặng khoảng 70 kg. Nhiều người cho rằng loài cá này có thể phát triển kích thước lớn hơn như vậy là do con sông Kali bị ô nhiễm bởi các nhà máy công nghiệp, cùng với việc xử lý xác chết trong các nghi thức mai táng của đạo Hindu đã khiến loài cá này đột biến. Loài thủy quái này cũng có một cái miệng khổng lồ cùng hàm răng tuy nhỏ nhưng sắc như dao cạo. Hiện tại đã có báo cáo về một vụ tấn công của cá da trơn Ấn Độ và một cậu bé 18 tuổi đã thiệt mạng. Người ta không bao giờ tìm thấy xác của cậu bé ấy nữa. 7. Cá nhồng châu Âu. Có thân hình thon dài gần 2 mét, những con cá nhồng châu Âu giống như những quả ngư lôi sống, với bộ hàm dài tới 10 cm và hàm răng sắc nhọn. Những quả ngư lôi này thường sống đơn độc cho đến kỳ sinh sản. Chúng săn mồi bằng cách ngụy trang thông qua việc thay đổi màu sắc cơ thể để hòa vào môi trường xung quanh. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá nhỏ. Tuy nhiên, vào mùa sinh sản, khi hàng trăm con cá nhồng tập trung cùng một khu vực, lượng thức ăn khan hiếm và chúng cũng có thể ăn hết cả đồng loại. Vào những lúc này, con người hoặc những loài cá lớn cũng có thể trở thành con mồi của loài cá nhồng này. 6. Cá chê khổng lồ. Các vùng biển của châu Âu có thể khá yên bình, nhưng nếu bạn đi du lịch đến gần các khu vực cửa sông, có thể bạn sẽ bắt gặp một trong những loài thủy quái nước ngọt dài gần 4 mét và cân nặng gần 200 kg. Đó chính là loài cá chê khổng lồ thuộc bộ cá da trơn, thường sống ở khu vực cửa sông của Tây Ban Nha hoặc sông Volga của Nga. Con thủy quái này có một bộ hàm khổng lồ với những chiếc răng nhỏ sắc như dao cạo, khiến không một con mồi nào có thể thoát khỏi chúng. Gần đây đã có xác nhận của một vụ tấn công của loài cá này vào một vận động viên bơi lội người Đức. Tại Nga, người ta đã bắt được một con cá chê khổng lồ và phát hiện toàn bộ thi thể của một người bên trong dạ dày của loài cá này. 5. Cá piranha. Sông nước Amazon là nơi sinh sống của một loài cá nhỏ bé siêu sắc nổi kinh hoàng cho con người, không kém gì cá mập hay cá sấu. Cá hổ, còn được biết đến là cá piranha, là loài cá nước ngọt sinh sống chủ yếu ở khu vực phía tây nam Brazil. Loài cá này có kích thước tầm trung, con trưởng thành dài từ 14 đến 26 cm. Loài cá này khét tiếng với bộ hàm sắc nhọn, có thể xé thịt con mồi một cách dễ dàng. Cũng vì lý do đó mà loài cá này có tên gọi là cá găng dao. Ghi nhận của trang The Square Bed, trên thực tế những vụ cá hổ tấn công con người có diễn ra ở khu vực sông Amazon. Tình trạng này không hiếm, có thể lên tới hàng trăm trường hợp. Một số gây thiệt mạng,
4. Cá chó. Đây là loài cá có cùng họ hàng với cá nhồng châu Âu. Chúng cũng có một thân hình thon dài và bộ hàm lớn với những chiếc răng nanh lớn cùng hàng trăm răng nhỏ sắc như dao cạo. Cá chó là loài lớn nhất trong họ. Chiều dài của chúng có thể lên tới 2 mét và cân nặng khoảng 50 kg. Tuy nhiên với bộ hàm đầy răng nhọn, chúng có thể gây ra nhiều vết thương cực kỳ nghiêm trọng cho con mồi. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá và động vật có vú nhỏ. Cũng đã có những ghi nhận về các vụ tấn công con người, tuy nhiên may mắn là chưa có người nào thiệt mạng. 3. Lương điện. Lương điện thuộc bộ cá da trơn, thường sống ở các con sông ở Amazon, với kích thước lớn nhất được ghi nhận là 2,5 m và nặng 25 kg. Lương điện không có bộ hàm to khỏe hay những chiếc răng sắc nhọn. Chúng cũng không có độc, mà chúng sử dụng một cách vô cùng đặc biệt để săn mồi cũng như tự vệ, đó là khả năng phóng ra dòng điện 600 V. Dòng điện này đủ khả năng để giết một người trưởng thành. Trong nhiều trường hợp khác, những cú sốc điện nhẹ cũng đủ làm nạn nhân bất tỉnh và có thể dẫn đến chết đuối. 2. Cá sấu mõm dài. Loài cá sấu mõm dài này dễ dàng làm nhiều người liên tưởng đến một loài quái vật đến từ thời tiền sử, với một thân hình dài, lớn và một bộ hàm khá đặc biệt cùng với nhiều tầng răng nhỏ liên tiếp nhau, là một nỗi ác mộng của bất kỳ loài vật nào không may mắn đối mặt với chúng. Loài cá này thường sống ở sông hồ thuộc châu Mỹ. Tuy nhiên, những con lớn nhất thường sống ở khu vực Bắc Mỹ, với cân nặng lớn nhất có thể lên tới 200 kg và có chiều dài đến 3 m. Mặc dù có thân hình khổng lồ, nhưng thức ăn ưa thích của chúng lại là các loài tôm và cá. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều vụ tấn công bởi loài cá sấu mõm dài này tại Mỹ, và cũng không ít vụ mất tích mà người ta cho rằng có liên quan đến loài thủy quái này. Và cuối cùng trong danh sách của chúng ta, đó là cá mập bò. Đứng đầu trong danh sách các loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất lại là một loài được xem là sát thủ của đại dương, cá mập. Tuy nhiên, cá mập bò lại là một loài cá mập duy nhất có thể sống trong vùng nước lợ ở khu vực các cửa sông. Thậm chí, đôi khi chúng có thể đi vào các vùng nội địa như Mississippi, Illinois, Kentucky để kiếm ăn. Chúng sở hữu những kỹ năng săn mồi sát thủ của các loài cá mập, cộng thêm bản tính rất hung dữ. Cá mập bò đã gây ra không ít những vụ tấn công và thiệt mạng tại các con sông ở Mỹ, với cân nặng có thể lên tới 300 kg và chiều dài vào khoảng 4 m. Cá mập bò hoàn toàn xứng đáng đứng ở vị trí dẫn đầu của các loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất trên thế giới. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Bắp. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho kênh Bắp nha. Còn bây giờ thì bye bye.